chảo đầu ăn sâu quá, máy đi hơi ve. Cái chảo đầu nó ăn sâu quá nên là đi nó hơi ve. Ăn nông thì nó ở cái tay ben thủy lực của anh thôi. Ăn nông á, ăn nông thì cái chảo đầu lại sâu quá, tức là bây giờ là phải đẩy ra. Tức là mình có hai cái phương án để mình xử lý cái cách để cho cái chảo đầu này nó ăn nông ăn sâu. Ví dụ như là bây giờ mình khó chỉnh ở cái này, cái chảo đầu mình nâng lên đúng không? Dạ vâng. Là cái này là phải vặn giờ là phải vặn qua lên cho nó ngắn cái này lại để nó thu cho cái chảo đầu nó lên. Không thì bây giờ anh lại đẩy dài cái chảo cuối ra thì cái dàn cày nó sẽ ngửa lại sau. Nó ngửa lại sau nhưng mà chỉnh một tí đen thôi. Chỉnh cái nào cơ? Chỉnh cái này. Anh chỉnh em xem. Nó phải nâng lên không? Không. Mình chưa quen. Khi nào nó có rỗng rồi đấy, cày nông cày sâu nó ở cái tay ben thủy lực của mình thôi. Cái hạ của anh đấy, anh làm cái cữ. Vâng. Nhưng mà đẩy ra thì sợ lại ăn sâu quá. Cho lên cho co vào chứ. Không, tức là bây giờ cái chảo đầu của mình nó đang ăn sâu quá mà cái chảo cuối nó ăn gọi là nó thiếu đất. Nó hơi thiếu một tí là phải đẩy dài cái này ra để cho cái chảo cuối nó băm xuống. Đấy thì đẩy cái này dài ra thì đồng nghĩa với lại cái này là nó cũng cao lên một tí thì mình nó sẽ được đỡ anh. Được. Móc bờ à? Đá đấy. Khéo phang rụng cả đá. Bê tông. Hơi bị rơm đấy. Sát bờ vào tí anh ơi. Càng sát bờ thì càng sạch. Đường bờ thế này là quá ok rồi.